Chị Na, ăn uống nước lạnh thì bật cái nút lạnh lên uống kìa. Cái nút lạnh. Hồng Anh Bay chỉ chị rồi đó, nghe chị Na. Con chi đã uống nước lạnh thì để uống lạnh cho tác chi. Thì đó. Thì uống lạnh thì cứ bật lạnh nó lên thôi. Tắt nóng đi. Thì chứ sao. Chứ giờ này uống nóng nữa. Có buổi sáng sớm thì chứ. Alo. Shopee hả? Em đưa lên tầng 2, cộng 2 là 2, chị Pháp chị đang ở Đức Phúc. À, được chứ không tắm lên đi luôn nha chị. Hơn nam. Hơn nam chứ nửa nam chi. Phổ thông 11 năm. Hình như đuổi người ta nhé. Mấy? Ai cũng nghe.
Nè, bên đó thấy đâu có vui gì đâu. Bên đó trầm lắng lắm. Mẹ nó nữa. Nguyễn Hữu Thọ chú nội chỉ đi săn cái gì? Chỉ đi săn chú Nguyễn Hữu Thọ coi thử. Giờ có đi xuống chỗ Trần Trần Nữ Vương. Trần Nữ Vương là gần. Trần Nữ Vương gần hơn. Chú quân đội á kìa. Trần Nữ Vương ơi, chú quân đội đó. Quay đây thêm một kế rồi qua đó rồi quay lại đây. Mấy đang chịu được nhưng mà kêu thôi cho nghỉ. Cho nhiều quá. Đào núi Thành hay là cuối núi Thành đào trong núi Vương. Cuối núi đào núi Thành với cuối trong núi Vương. Dạ. Ăn để chia tiền á. Cái ông Huỳnh này thấy ông thấy thô ghê đi. Bây giờ thấy đi đánh cầu lông. Cầu lông này ta nít chi đó. Mà thấy mo một cái cạp thiệt quỷ. Cầu lông á, chị thấy cầu lông bây giờ tự đó. Nhưng mà cầu lông dành cầu lông không phải kích cái bờ cái bờ. Cầu lông mà cầu lông lưới thấp á. Giờ bắt đầu bỏ lên xe thấy đi. Làm để những cái 300 là phải chì rồi đúng không?